xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Ở đây có ai ngày bé thích viết nhật ký không? Hoặc là đến bây giờ các bạn vẫn là một người có thói quen đó là viết và ghi chép lại những cái sự kiện, những cái việc hay là những cái biến cố xảy ra ở trong cuộc đời bạn mỗi ngày không? Ngày xưa thì tôi là một người cũng rất là thích viết nhật ký. Thực ra tôi thích theo cái kiểu trend ấy, tại vì lúc đấy tôi thấy là có nhiều bạn ở lớp, các bạn ấy viết vào một cái cuốn sổ, xong rồi các bạn ghi lại, xong rồi cũng xem những cái bộ phim. Sau khoảng tầm vài năm sau đó thì chúng ta sẽ có thói quen là chúng ta xem lại cái nhật ký đó. Và mỗi khi mà xem cái nhật ký như vậy ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ hình dung ra được cái khung cảnh lúc đó, cái sự việc lúc đó, thậm chí rằng có những cái cảm xúc đi kèm luôn. Đấy là cái lý do mà tôi rất là khoái viết nhật ký khi còn bé. Nhưng mà cái cảm giác kiểu hôm nay viết xong rồi mai thì cái đọc lại thì nó gần như rằng không như những gì tôi tưởng tượng. Nhưng mà sau này khi mà lớn hơn thì tôi cũng có ghi chép lại những cái cột mốc. Kể cả bây giờ thì các bạn có thể thấy rằng là thay vì viết nhật ký thì chúng ta có thể đăng những cái bài viết, những cái sự kiện lên những cái trang cá nhân như là Facebook, như là Instagram. Và sau đó thì nó tự nhắc mình sau một năm. Và cái cảm xúc sau một năm hoặc là vài năm nhìn lại nó cũng rất là bồi hồi, nó cũng có một cái cảm xúc rất khác biệt. Và ở trong cái việc sáng tạo mùi hương ấy, thì các nhà điều chế người ta cũng coi đây là một trong những nguồn cảm hứng. Mình cũng đã nói rất nhiều với các bạn rằng trong tất cả các giác quan thì khứu giác là một trong những giác quan mạnh mẽ nhất, tác động trực tiếp đến não bộ. Một cái ví dụ rất đơn giản cho các bạn nhé, đó là nếu như mà các bạn chỉ cần bây giờ, đặc biệt là những người miền Bắc, những người Hà Nội, các bạn ngửi thấy mùi của những bó mùi già được đun sôi lên thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ngay tới Tết. Hay là cái cảm giác khi mà từ một thành phố đông đúc như Hà Nội, Sài Gòn, các bạn bay một chuyến bay dài, sau đó đến những cái thành phố ven biển, thì chưa cần đến biển, các bạn đã ngửi thấy mùi mặn mặn của nước biển hòa quyện ở trong gió thổi đến mũi bạn. Và cảm giác rằng một cái bờ biển kéo dài nó đang hiện ra ngay trước mắt. Đấy là một trong những thứ mà khứu giác, một trong những giác quan mạnh mẽ nhất có thể tác động và gợi nhớ ngay cho các bạn. Nó còn mạnh mẽ hơn cái việc là các bạn đọc một cuốn nhật ký. Và hôm nay thì sẽ nói về một trong những nhà hương được lấy cảm hứng từ cái việc là đưa ra những cái tiểu thuyết, những cái sự kiện hay là những cái liên quan tới văn học, nghệ thuật. Đó chính là Imaginary Arthur. Đây. Và mỗi một sáng tạo của Imaginary Arthur, sau này mình sẽ gọi tắt là EA để cho nó nhanh, tại vì tôi đọc tiếng Anh nó cũng hơi kém, thì mỗi một cái sáng tạo ở trong này nó sẽ là một trang hương, giống như kiểu là một trang sách mà chúng ta viết nhật ký lại ấy, thì mỗi một sáng tạo sẽ là một trang hương. Và đây cũng là mùi hương mà mình nghĩ rằng với một cái thời tiết se se lạnh như Hà Nội bây giờ thì các bạn có thể hoàn toàn tham khảo để lựa chọn. Đặc biệt là em nó cũng sẽ xuất hiện ở trong clip video nước hoa mùa đông dành cho nữ ở phân khúc tầm trung trên 3 triệu đồng vào năm 2023. Đó là Kate Herstatt. Yeah! Cái đầu tiên mà chúng ta cần tìm hiểu đó chính là một chút về thương hiệu Imaginary Arthur, hay gọi là EA. Đó là đây là một thương hiệu Mỹ, người sáng lập perfumer cũng là một người Mỹ luôn. Anh ta thì khá là trẻ, học điều chế mùi hương từ năm 2010 đến năm 2012 thì anh ta thành lập thương hiệu EA này. Và với một cái giấc mơ, đó chính là giấc mơ Mỹ có thể hiện thực hóa những giấc mơ mà rất nhiều người mong chờ bằng cái việc là đưa ra các mùi hương từ cảm hứng các văn học, nghệ thuật hay là trải nghiệm của George đến với mọi người. Và cái việc mà George thành lập cái thương hiệu này thì anh ta có hai cái quan điểm rất là rõ rệt, đó là mùi hương sẽ là nghệ thuật, và đã là nghệ thuật thì phải căng tràn sức sống. Đây là cái điều mà George luôn luôn muốn truyền tải ở trong những cái tác phẩm của anh. Cái tiếp theo đó chính là đi sâu hơn vào cái
mùi hương chủ đạo ngày hôm nay, đó là Cape Hostess. Thì đây là một trong những mùi hương mà sau khi nó được ra mắt, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam, thì có nhiều người nói rằng đây là mùi hương cổ vũ cho cái phong trào đó là bỏ phố về rừng, thích một cuộc sống an yên, thanh bình, rồi vui vẻ hơn là một cuộc sống ồn ào của phố thị. Tại vì mùi hương này có nhiều người nói nó là mùi của Đà Lạt. Nhưng mà cái cảm hứng đầu tiên của Rốt chia sẻ ở đây đó là một cái cuộc sống ở bên cái rừng của những cái cây thông bạt ngàn kéo dài, xong rồi cùng với cái lạnh của những cái vách núi. Và cái cuộc sống ở đây là cuộc sống của một đôi nam nữ. Thực ra thì mình có đọc qua về một chút về concept của mùi hương này, thì đó là của một anh chàng người Mỹ kết hợp cùng yêu một cô gái người da đỏ, người dân cuối cùng của da đỏ. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy ở trong cái phần thiết kế của em nó có những cái rất là hay ho. Thứ nhất đó là cái hình được in trên phần thân chai. Thì ở đây nó là, thứ nhất ở đây mình nhìn nó là một cái ngọn hải đăng, và ở đây là một con hươu, và bên cạnh đó thì là một cái khúc một cái thân cây đã bị chặt cùng với cái rìu. Và cái mà mình ấn tượng ấy, đó là ở cái phần thân chai này, ở cái phần cạnh ấy, các bạn có thể nhìn thấy tên của chai nước hoa. Thường thường đây không phải là một nơi mà các thương hiệu đặt tên, nhưng mà thử nghĩ xem, nếu như là một trang hương, nếu như muốn sáng tạo của EA là một cuốn sách, thì cái việc mà các bạn đặt sát vào nhau thì nó giống như kiểu các bạn đang nhìn thấy cái phần tên cuốn sách đặt vào, và các bạn có thể dễ dàng lấy cuốn sách đó ra nếu như các bạn đang có nhu cầu đọc nó. Và thêm nữa, đó là việc những cái hộp của cái nhà Imaginary Arthur này, nó có một cái rất hay ho, đó là nó được làm bằng những cái hộp, cảm giác như kiểu hộp custom vậy. Và cái hộp này được thiết kế thành những cuốn sách, và cái chai nước hoa này nó sẽ được nằm gọn ở trong cuốn sách đó. Đây là một cái mà mình nghĩ rằng là riêng về phần sáng tạo thôi, nó đã vô cùng đặc biệt rồi. Và chưa kể là rất nhiều sáng tạo khác, mỗi một sáng tạo sẽ được lấy cảm hứng từ những cái tác phẩm văn học, hoặc là những cái tác phẩm văn học giả tưởng, bla bla, rất là hay ho và thú vị. Và cũng có rất nhiều người hỏi rằng tại sao anh không làm EA, tại vì một phần cũng do khó kiếm. Tôi cũng chưa liên hệ được bên nào có thể hỗ trợ tôi về mặt sản phẩm. Nên là đợt này thì tôi đã làm việc với Century, một trong những nơi mà có thể nói rằng các bạn có thể trải nghiệm mùi hương vô vàn, cũng như là những cái sự kiện mà Century tổ chức ở trong thành phố Hồ Chí Minh là rất là ấn tượng. Vì thế nếu như bạn quan tâm đến EA thì tôi sẽ dẫn cái đường link của Century, cũng như là xin những cái code giảm giá. Đó. Tiếp tới thì sẽ là cảm nhận cá nhân của mình, những gì bóng bẩy, những gì mà chủ thương hiệu viết để chia sẻ về một mùi hương kích thích cái việc bạn mua, nó là câu chuyện của chủ thương hiệu. Bây giờ thì sẽ đến với phần của tôi, đó là phần cảm nhận về mùi hương. Thì cái thứ nhất mà tôi muốn nói ở đây, đó chính là đây là một mùi hương chủ đạo sẽ là gỗ cùng với một cái nét ngọt của trái cây. Khi mà cái mùi hương kết vừa mới chạm lên da của mình như thế này nhá, đây mình xịt luôn, tại vì ra thời tiết này tôi cũng rất thích xịt kết. Các bạn sẽ nhận thấy một mùi dâu. Nhưng nếu như để cho bạn bảo hãy tả mùi dâu này như thế nào, thì tôi chắc chắn với các bạn một điều rằng các bạn sẽ không tả đây là một quả dâu tươi mọng, hay là kiểu giòn rụ, hay là kiểu xanh xanh. Không, toàn bộ các bạn sẽ không thể nào tả được mùi dâu này với một cái hình ảnh một quả dâu tự nhiên. Mà đối với cá nhân mình ấy, mùi dâu ở đây nó là một cái mùi dâu nhân tạo. Các bạn có thể gặp cái hương vị dâu này ở trong những cái bánh dâu như kiểu Oreo dâu, hay là những cái kem ốc quế đâu đó nhỏ nhỏ như này, 2-3 nghìn bán ở những cái cổng trường. Và đây là một cái mùi dâu nhân tạo. Đến thời điểm hiện tại ấy, với cái sự phát triển của khoa học cũng như là công nghiệp hóa, thì các bạn sẽ thấy rằng đôi khi những thứ nhân tạo nó tiếp cận con người sớm hơn so với những thứ tự nhiên. Mình đảm bảo với các bạn rằng một đứa trẻ nó có thể quen với cái mùi dâu nhân tạo hơn là một cái mùi dâu tự nhiên. Một ví dụ điển hình đó chính là mùi sữa chua dâu. Bé nào ngày nào chả ăn đúng không? Nhưng mà để mà ăn được một quả dâu thật thì chưa chắc chúng nó đã được tiếp cận sớm bằng cái mùi sữa chua dâu. Thế nên là các bạn sẽ thấy rằng từ tự nhiên cho đến nhân tạo thì đôi khi nó là một quãng đường khá dài, nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ cần việc ra chợ để mua thì nó lại là một con đường ngắn. Thì hôm nào tôi sẽ nói về cái câu chuyện là những cái mùi hương nhân tạo đã len lỏi vào đời sống của chúng ta như thế nào. Thế thì
chúng ta sẽ đặt dâu sang một bên và chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách cái mùi dâu này. Đúng, có nét ngọt của dâu, nhưng nếu như các bạn phân tích kỹ, các bạn dành thời gian thì các bạn sẽ thấy rằng cuộn tròn ở trong cái mùi dâu này nó có một cái bay mùi gỗ ấm, hơi đắng đắng, khói khói, đặc trưng của gỗ thông. Đây là cái mà mình nhận thấy rất là rõ rệt, và cảm giác rằng cái mùi hương này nó sẽ không chỉ đơn điệu là một cái bay mùi ngọt nữa. Và mỗi khi ngửi crepe này, mình luôn luôn có cái hình ảnh liên tưởng, đó là một cái buổi xế chiều khi mà đang cầm xe máy vi vu ở trên cái con đường quanh cái hồ Xuân Hương ở Đà Lạt. Lúc này thì sương nó đã kéo xuống này, bởi vì cái mở đầu của mùi hương này nó tạo ra một cái mùi dâu khá là lạnh, hơi kiểu mát mát. Nó giống như kiểu là khi mà thời tiết mặt trời nó lặn ấy thì nhiệt độ nó sẽ tụt xuống, và cái không khí lạnh kết hợp cùng với cái nét xanh của những cái cây thông đặc trưng của Đà Lạt, kết hợp cùng với cái nét dâu như kiểu người yêu đứng đằng sau trong ngoài bón cho một hai quả dâu, tất tần tật nó xen kẽ vào nhau, nó tạo nên một cái không khí của Đà Lạt rất rõ rệt. Và chắc chắn là những con dân Đà Lạt, những người yêu Đà Lạt, khi mà ngửi crepe thì chắc chắn các bạn sẽ rất là thích nó. Nhưng mà có một cái, đó là chúng ta mỗi khi nhắc tới Đà Lạt ấy, chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó hơi buồn. Buồn là tại vì người ta nói rằng là bây giờ thì Đà Lạt không buồn nữa rồi, nhưng mà ngày xưa nếu mà lên Đà Lạt, tôi cũng là một người đi Đà Lạt khá nhiều, một năm có thể đi 1-2 lần, thậm chí rằng là đôi khi còn đi 3 lần. Thì Đà Lạt nó có một cái gì đó khi mà về tối, hay là nó gắn liền với những cái chuyện tình nó không được suôn sẻ, hay là kiểu đi Đà Lạt với những cái lời nguyền là về là chia tay ấy. Thì cái crepe ở đây nó mang tới đúng cái không gian của Đà Lạt, một cái cảm giác mùi gỗ dày tối với một cái bay ngọt, nhưng cảm giác nó chưa đủ để có thể làm cho chúng ta thực sự vui thú và kiểu thay đổi được cái quan điểm rằng Đà Lạt buồn. Tại vì các bạn biết vì sao? Vì crepe nó là một cái mùi hương gần như không có sự biến chuyển quá nhiều. Đây là một cái hơi buồn dành cho những người chơi nước hoa. Tại vì với một cái phần top note rất là ấn tượng, gợi nhớ ngay một cái không gian, đó là Đà Lạt vào những cái tháng 12. Nhưng mà khi mà dry down ấy, thì gần như mọi thứ, cái nét đắng nó sẽ dịu xuống, chỉ còn đơn giản là một cái bay mùi gỗ hơi khói khói nhẹ kết hợp cùng nét ngọt, và cứ thế nó mờ dần ở trên da. Nó giống như kiểu là những cái câu chuyện ngắn không có cái kết cả, mở đầu rất là thú vị nhưng mà cảm giác về sau thì nó không có cái gì thu hút như ban đầu nữa, và cảm giác chúng ta sẽ có cảm giác hơi chán. Với cá nhân mình thì kết có phần hơi đơn điệu, nhưng mà với những người mà thích cái sự đơn giản, các bạn thích cái top note của kết hay là thích cái cảm giác lên Đà Lạt chỉ đơn giản là ở Đà Lạt hợp với vai của tôi, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thích em nó. Một cái mùi hương mà nếu như mà ở về sau nó phong phú hơn thì có khi người ta lại không gợi nhớ tới Đà Lạt. Chính có lẽ vì đằng sau nó không có sự biến chuyển tuyến tính quá, nên là nó sẽ tạo nên đúng cái vibe phù hợp với Đà Lạt. Ở đây tôi hơi lên thuyên một tí, nhưng mà tôi hy vọng là các bạn có thể truyền tải đúng được, hiểu được cái nội dung mà tôi truyền tải ở cái mùi hương này. Vậy thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái phong cách như thế nào? Như ban đầu mình nói là mình đang tính cho crepe vào trong list nước hoa mùa đông năm 2023 dành cho nữ. Nó không có nghĩa rằng là nam không xài được nhá. Tôi vẫn xài em nó rất nhiều từ hôm nhận đến giờ này. Và mùi hương này thì tại sao mình lại nói cho nữ? Tại vì thực ra để tìm được một cái mùi hương mà hợp với cái vai của Đà Lạt ấy, hợp với một cái vai hơi buồn buồn nhưng mà vẫn có một cái sự ngọt để có thể nữ mặc được. Nam thì chúng ta có rất nhiều những cái mùi hương, ví dụ Uncle Noah, ví dụ như kiểu là những cái mùi hương Guerlain Vetiver thì nó rất là hợp với cái vai kiểu nam tính hơi trầm. Nhưng mà để tìm được một cái mùi nữ có gỗ thông, nét đắng khói kết hợp cùng với cái bay ngọt thì nó không nhiều. Thì đây là một con mà tôi nghĩ rằng là nếu như các bạn nữ nào đang ở xu hướng là mặc quần jean, các bạn đi những đôi boot cao đến đầu gối, xong rồi khoác ngoài một chiếc măng tô tô son đỏ, xong rồi có một cái mái tóc dài hơi xoăn xoăn, đây sẽ là mùi hương rất phù hợp với phong cách như vậy và xịt lên Đà Lạt nữa. Hoặc đơn giản là đi chơi một mình ở trên Đà Lạt với không khí lạnh lạnh se se, các bạn mặc nó, hoặc kể cả các bạn có người yêu, hai người cùng xịt mùi hương này thì nó rất 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 phù hợp, một trong những mùi gỗ
mà mình đánh giá rằng nữ hoàn toàn có thể mặc được, thậm chí rằng mặc còn đẹp hơn nam giới. Và cái phần hiệu năng của crepe ấy, ở trên da tôi thì nó lưu được đâu đó khoảng tầm 6 tiếng đồng hồ. Và cái độ tỏa hương nó sẽ tốt trong khoảng tầm 2 tiếng đầu và giảm dần theo thời gian. Và tỏa ở đây thì nó sẽ khoảng hơn nửa cánh tay một tí. Sau khoảng tầm 4 tiếng thì nó chỉ còn là mùi skin scent thôi. Và kết rất là dễ đoán, rất là đáng thử của nhà EA. Thế nên là hãy cho nó vào list mùa đông thử năm nay. Mặc dù con này thì tôi thấy rất là nhiều YouTuber cũng như là TikToker nổi tiếng đã review rồi, nhưng mà cũng mong muốn chia sẻ thêm một cái góc nhìn nữa để cho các bạn đang nào đang lăn tăn về kép của EA thì các bạn có thể thử xem nhá. Giá đâu đó hình như hơn 3 củ một tí, cũng khá chát, nhưng mà mua đâu đó tầm 5 cái thì 7 rất ok. Cái phần da bọc này là cái phần da nhá. Tôi nghĩ là không phải giấy đâu. Giấy nhưng mà làm sần sần, cầm rất là đẹp. Và sắp tới Noel, xịt em này lên Đà Lạt thì hết thầm luôn. Dâu khói khói đắng đắng tuyệt vời, phù hợp với mọi lứa tuổi. Chỉ đơn giản rằng bạn thích vibe Đà Lạt cái gì. Bạn thích gỗ thông, bạn thích một cái bay ngọt ngào nhưng mà không quá nam tính, hãy mặc nó. À quên, nếu như đã sử dụng qua, rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Còn bây giờ thì xin phép video được kết thúc. Đừng quên like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.